Hello, xin chào mọi người. Và lâu quá chúng ta không có đăng clip là mình không có quen mặt mình là tại sao em biết không? Mình đang ở ngoài ban công á. Sao mình phải không ở trong phòng mà phải ở ban công? Trong phòng nó hơi ồn, có quay clip á. Đó. Đó, clip hôm nay đáng ra là mình định học Duolingo để mình có hứa bạn kia là học Duolingo cho bạn coi. Mà mình bệnh, bây giờ chưa hết như vậy. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một điều á. Mình thấy mình là người miền Tây. Mình thấy nhiều người miền Tây á là khi mà con cái mình nói chuyện với ba mẹ á, là ngộ lắm nha, mình thấy ngộ lắm nha. Đa số mình thấy là nha, chứ không phải là này là tất cả đều đúng như những người xung quanh mình thấy đâu nha, là họ nói chuyện họ không có chủ ngữ vô. Ví dụ như hỏi mẹ ăn cơm chưa thì nói chuyện với mẹ được, mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, không nha má, ăn cơm chưa. Nói chuyện như nói chuyện với ai á, thề luôn mọi người. Mình hồi sớm, lý do mình làm clip này là gì, hồi sớm mình ăn hủ tiếu thì mình đi làm về, cái mình ngồi đó mình ăn hủ tiếu, cái có một bạn kia, bạn sinh viên nha, chắc nhỏ tuổi mình ra trường rồi ha, thì bạn vẫn ngồi nói chuyện với mẹ gọi hay vậy, mẹ gọi cái bạn bắt máy. Bạn nói chuyện rất là cọc hơn, thì vẫn nói chuyện bình thường thôi, như mẹ con ta nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái câu cú nói chuyện rất là trời ơi, nó cọc cái chủ ngữ là con, hay là một chữ hỏi gì thì chim từ mẹ vô đi, ví dụ như mẹ ơi nhà đang sao, cái gì nhà đang sao. Nói chung là mình không có sớm, mình không ghi âm lại được cho các bạn nghe, nhưng mà các bạn có thể hình dung được không, khi mà mình nói chuyện với ai không cần biết lớn hay nhỏ gì đó, thì mình làm ơn đó, mình hãy cho thêm chủ ngữ vô, nói cái đầu đuôi câu cú đàng hoàng. Ví dụ như người đó là chị của mình thì chị ơi sao, chứ không có mà sắn vô mà nói luôn. Mọi người hiểu không, mọi người? Cái chuyện này nó rất là quan trọng. Quan trọng xong rồi biết không, thì người ta sẽ nhìn cái cách mình nói chuyện với gia đình, người thân của mình, người ta sẽ đánh giá mình. Người ta sẽ nhìn cách mình nói chuyện với gia đình, người thân của mình, người ta đánh giá mình là người như thế nào, chơi được hay không được. Tại sao? Tại khi mà gia đình và người thân của mình mà mình còn nói chuyện gì, mình còn làm những hành động gì, thì bạn thân đến cỡ nào thân thì cũng bị đối xử cỡ vậy thôi. Người ta sẽ suy nghĩ theo cái lối suy nghĩ tư duy gì đó. Chứ là khi là bạn nói chuyện với gia đình hoặc là người thân ok rồi, không chỉ là nói chuyện không mà còn hành động nữa đó. Thì người ta thấy là bạn là người biết có hiếu nè đó, đối xử với bạn bè người xung quanh ok nè, thì người ta sẽ chọn chơi với mình. Tại người ta biết mình thế nào, mình sau mình chơi thân thì mình cũng có sự ok với người ta thôi. Còn mình nói chuyện với gia đình mà cọc lóc cái kiểu thì nữa, sau này nó cái người bạn đó mà mình muốn chơi chung thì cũng có chuyện cọc lóc lại với mình, thì mình cũng đâu có muốn chơi chung với bạn đó. Clip này nó hơi dông dài 3 phút mấy, nhưng mà tóm lại một câu chuyện đó là nếu mà chúng ta muốn đừng để bị người ta đánh giá mà là cái người mà không biết ăn nói, hoặc là nói chung là người ta sẽ nhìn mình một cái nhìn không tốt, thì nói chuyện làm ơn đặt mình là cái vị trí cái người nghe đó, nói chuyện có câu vô, có câu có cú đó, mình nên là nói chủ ngữ vô là ai cái gì, ai làm cái gì. Ví dụ như là mẹ ơi mẹ đang làm cái gì hay sao á, chứ không có cọc lóc vô là chỉ có một câu như là đang làm cái gì vậy. Như cái bản của mình hỏi gì nó đang quạo, nó cũng không muốn trả lời mình đó. Rồi nó là ví dụ như tình nam thì nam ơi nam đang làm gì, hoặc nam ơi đang làm gì vậy, hay là mày ơi, nếu có hai người thôi thì mày ơi. Và một điều đặc biệt nữa, khi chúng ta nói chuyện với đám đông á, đúng rồi, cái này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, khi chúng ta nói chuyện với đám đông á, là nhiều người, ví dụ như mình đang ngồi với bạn mình 4-5 đứa, thì mình muốn nói chuyện đứa nào mình muốn cần phải trả lời thì mình phải gọi cái tên nó vô ha. Ví dụ như trong nhóm nó có 4 đứa, một con đứa tên Thu đi, mình muốn Thu nó trả lời mình thì nó là Thu ơi chấm, mình muốn nói gì mình nói ra, chứ mình đừng có nói Phong Long. Ví dụ như trong bốn người đó ngồi đó, mình hỏi ê bay làm bài chưa, nhiều khi nhiều đứa nó trả lời nha, hoặc là không ê bay là chúng tụi nó luôn rồi, nên là nó cũng không sẽ trả lời. Nhưng là hỏi là ê làm bài chưa, trong 4 đứa ngồi đó mà mình hỏi là ê làm bài chưa là nhiều đứa nó không trả lời nha. Đứa nào nó trả lời mình thì nó chắc cũng dễ, nó dễ tính nó mới trả lời mình, nhưng mà đừng thấy người ta dễ dãi rồi mình làm những hành động không tốt. Muốn nói gì tác tên cụ thể vô, rồi nói là có cái chủ ngữ là ai vô. Ok, clip này hơi dài quá, nhưng mà mình muốn nói nữa là mình còn bệnh quá chưa học tiếng Anh được, là mình nghĩ tôi đưa lên luôn lâu rồi trời. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mình rất là muốn làm clip này để chia sẻ là đúng rồi, hồi đó mình cũng nói chuyện rất là cọc lóc nha, nói chuyện xài luôn, nói chuyện cọc lóc ra đường nhiều, thua thiệt lắm các bạn đó. Nhưng mà chúng ta phải tập sửa, tại vì có lần mình nghe cái mà đánh thức bản thân mình đó là mình nghe một đứa bạn của mình nó nói chuyện với gia đình, mà mình suy nghĩ trời sao mà có thể nói chuyện với gia đình vậy, kiểu ngọt ngọt mà nói chuyện nghe rất là lễ phép, mình nghe là mình thấy là mình muốn kết bạn với người này liền luôn nhé. Từ từ mình bắt đầu thấy ok, chút mình cần phải thay đổi nè. Ok, clip đây là kết thúc, bye bye, hẹn gặp lại.